theo của cdc họ nói là đừng có nên tụ tập lại đông người quá nó không tốt đó trong lúc này về con việc này Thiên vẫn còn muốn mở cửa trở lại trước thì làm cho nhiều nhà chức trách của hoa kỳ họ đang lo ngại tại vì có thể bị lây nhiễm nhiều hơn nữa kế tiếp 54 have now at least... Hiện tại ngay bây giờ ít nhất là có 54 000 người ở trên nước Mỹ đã được chích thuốc ngừa lần đầu tiên. Nói đúng ra là 54.035.670 người đã được chích thuốc ngừa lần đầu tiên ở trên nước Mỹ. Và hiện tại ngay bây giờ cái số người nằm trong nhà thương hơn là có khoảng chừng là 45.000 nó đúng ra là 45.462 người đang nằm trong nhà thương. Nói chung được giảm bớt một chút xíu rồi đó. Và yeah, đây là nhìn thấy nó như vậy, chứ thật sự là nó không có khá cho lắm. Nó cũng vẫn có lên một chút chút đó. Đây là của đài họ báo cho mình biết ngày hôm nay. Tonight as Americans receive conflicting and confusing messages over COVID safety measures. Ngày hôm nay đó là ở trên nước Mỹ vừa được báo cho biết là an toàn mở cửa trở lại cũng vừa được báo cho biết là không an toàn mở cửa trở lại giống như đang bị confused ngay giữa Rồi có nhiều tiểu bang làm kiểu này nhiều tiểu bang làm kiểu kia. Measures. More states are now preparing to eliminate face mask mandates as hiện tại như bây giờ cũng có thêm nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ họ đang sửa soạn là cho không cần đeo đi ra ngoài kia. Yeah. So. Những người bác sĩ kêu những cái tiểu bang đó đừng làm như vậy, làm vậy có thể bị lây nhiễm nặng. Thì trả lời như trước đó. Today, the face mask order before... và ngày hôm nay bà thống đốc của bên Alabama thì bà không phải là mở cửa cho lại mà bà kêu đeo khẩu trang thêm nữa cho lâu dài thêm nữa. Và yeah, hiện tại như bây giờ ít nhất có 17 tiểu bang ở Hoa Kỳ và no yeah, họ tính là có 17 tiểu bang đưa ra là không có bắt buộc đeo khẩu trang nữa giống như cộng luôn ở Texas của mình nè à, Florida này nọ là à, sẽ trở thành như vậy đó không có bắt buộc đeo khẩu trang

Let's get into the end zone. With some fearing politics is trumping science, a West Con Dạ, ngay bây giờ cũng có nhiều người nói là politics đó, chính trị, à, uh, uh, nhiều cái thống đốc của tiểu bang nghe lời theo chính trị để mà mở cửa trở lại, chứ không phải là theo những nhà nghiên cứu về thuốc men này kia là kia báo cho biết. State Senator shared this photo of tightly packed, maskless community members inside the state capital. Đây là ở Senator, họ chiếu cho mình xem ở trong Capitol đó, mọi người súng lại ngồi giống như không có chuyện gì chẳng đó. Và hiện tại như bây giờ, New Jersey đó, thì cũng nói là cho mở cửa lại đám cưới này kia nữa là khoảng chừng 150 người. Và ở bên Texas này kia, thì không phải là chấm dứt về cái chuyện đeo khẩu trang không mà đây là họ cho thoải mái luôn những cái nhà hàng kia mở cửa muốn nhiều người thì bao nhiêu đó theo cô đó cô nói đây là phải cho chúng tôi lựa chọn sức khỏe của chúng tôi chúng tôi tự lựa chọn mở cửa hay đóng cửa đeo khẩu trang hay không đó thì tùy theo họ và theo những người mà ở Tiến đầu thì những người bác sĩ, y tá họ nói ngay hey, bây giờ những tiểu bang mà làm như vậy có lẽ là dài ngày kế tiếp nữa sẽ có rất là nhiều người chết đó. Theo cái ông đó ông nói hiện tại giờ chính phủ họ đang làm như vậy là cộng thêm một cái nữa là cộng thêm cái núi trước khi mà hết COVID-19 đó. Thì một đống người chết như cái núi đó, theo của ông nói như vậy. Today, một năm về trước, ở bên California, họ đưa ra cái chuyện là State of Emergency, tình trạng khẩn cấp bên đây. Month, Và vào tháng sau thì có lẽ những người chơi baseball này kia có thể trở lại chơi. Hiện tại như bây giờ, chỗ sân baseball đó, đó là cái chỗ để cho chích thuốc ngựa. But California joins more states officially identifying the Brazilian variant of the virus, which may be resistant to vaccine. Yeah, ngay bây giờ đó, hiện tại bên California cũng có nhiều chủ bang cũng giống trường hợp như California biết được là về cái COVID-19 biến thể Brazil. Cái vaccine hiện tại ngay bây giờ chúng ta đang có, nó không có khá gì cho về cái chuyện của bị Brazil COVID-19 hết trơn đó. Cho nên nó đang ăn lây nhiễm nặng ở bên California là cũng dính dám tới bị COVID-19 Brazil. Tonight, an evolving bây giờ, ngày hôm nay là trên nước Mỹ nhiều chỗ mở cửa trở lại. Nói là an toàn, họ dẫn cho mở cửa trở lại. Ở à, như trước có chỗ là không đeo khẩu trang luôn đó. Còn giống như cái chỗ như nhà băng ở đây để là mask up for you for all us là đeo khẩu trang cho bản thân của mình và cho tất cả mọi người đó. From New York City to the Đây là từ New York City cho tới Colorado Rockies. Nice Ngay up... hey, bây giờ thì cũng có nhiều chỗ chích thuốc ngừa và cộng thêm của cái hãng Johnson Johnson tới chích thuốc ngừa nữa. We could conceivably... Và làm như vậy thì số người được chích thuốc ngừa càng ngày càng nhiều lên tăng thêm. Và theo ông Thiêm, ông nói, cái tình trạng ngay bây giờ tiếp thúc ngừa liên tục như vậy có lẽ là trong một tuần thôi. Ngay thành phố ở chỗ này có thể được tiếp thúc ngừa hết. Ông thống đốc đó, thì ông nói về cái chuyện mà thuốc ngừa của Johnson Johnson ngay bây giờ ở Mỹ là nó có 3 loại thuốc cho nên nhiều người họ muốn chích thuốc này, thuốc kia, thuốc tùm lum đó cho nên vậy. Và yeah, hiện tại cũng có một mớ người họ nói cái thuốc ngừa của Johnson Johnson nó không có tốt bằng thuốc ngừa của Moderna và Pfizer. Tại Moderna và Pfizer nói là giúp đỡ cho 95%, còn Johnson Johnson thì không. Theo của những nhà nghiên cứu, họ nói nếu mà chúng ta đi lấy cái thuốc ngừa này mà so sánh với nhau với những người test thì không thể nào mà so sánh kiểu như vậy được. Giống như Johnson Johnson chỉ có 72% giúp đỡ cho về con COVID-19, còn hãng Pfizer là 94%, Moderna là 95%, cho nên tính ra hai cái hãng kia đấy, nó khá hơn Johnson Johnson involved different populations and virus variants. Và đây là họ nói dí tỉ như mình đem ra cái chuyện mà so sánh thì giống như hãng Johnson Johnson đó họ test những cái người bị nhiễm COVID-19 của về COVID-19 biến thể bị nặng và lúc đó thì họ test hai cái hãng kia là test về COVID-19 bình thường cho nên nó khác nhau hoàn toàn về cái chuyện này. All three of these vaccines have an effectiveness against keeping you out of the hospital The care unit... đây là ông Dr. William, ông nói ba cái thuốc ngừa này đều giúp đỡ hết, giúp đỡ cho mọi người đừng vô trong nhà thương, cái kiểu là vậy dying, that... và giúp đỡ cho là không có bị chết thì cái quan trọng là thuốc ngừa này nói vậy và ngay bây giờ đó theo những hãng vaccine thì họ nói một là họ làm ra cái booster shot có nghĩa là chích thuốc ngừa thêm nữa về cái chuyện COVID-19 ngay bây giờ của hãng Moderna và Pfizer. Còn họ nói có thể là đưa ra cái thuốc ngừa vaccine cái thứ ba nữa. Và có lẽ cái booster đưa ra nói là giúp đỡ cho hết tất cả về cái virus, cái booster của hai hãng Pfizer và Moderna đó.